Ui giời, nhà anh đi tắm bạn ơi, tôi nóng hết cả người. Anh về rồi đấy à? Ừ, anh mới về. Anh bơm, anh ăn củ khoai đi. Em vừa luộc đấy, ăn đi cho nóng. Ngon lắm, ăn đi. Cảm ơn Thắm nhá. Ê, anh định làm gì đấy? Ừ thì anh bẻ một nửa cho sớm. À, cái này là của em, phần cho một mình anh bơm thôi. Mà anh sớm có thích ăn khoai đâu, anh nhở? Đúng rồi, anh thích ăn sắn em ạ. Anh bơm ăn đi. Thì anh ăn nhá. Hôm nay đi làm có mệt lắm không mà nhìn này, mồ hôi mồ kê này. Không sao, quen rồi. Thôi lần sau làm vừa thôi cho đỡ vất vả. Anh ăn đi xong rồi vào rửa bằng mũi chân tay, rồi ra ăn cơm nhá. Ôi giời, sao lại đá gấc thế? Gấc này nó chưa chín bạn ạ, nó đá cho nó chín thôi mà. Đá cho nó chín thôi mà. À anh Sơm ơi, có sắn hả em? Dạ, anh sắn ống tay áo lên đi ạ. Ừ, anh sắn luôn. Nhưng mà sao ăn sắn thì nó cần gì phải sắn ống tay? Thầy em có dặn là anh Sơm đi làm về thì nhờ anh ra cái chỗ bên cạnh chuồng trâu ấy đấy, có cái đống phân ủ mà gà nó bới tung tóe ra hết rồi thì nhờ anh vun vun lại để mai mình còn bón ruộng. Để anh với cả Sơm ra làm cho. Đi ông ơi. Anh mầm ăn đi. Thầy dặn là việc này chỉ một mình anh Sờm làm thôi. Thôi, anh bơm đi rửa mặt mũi chân tay đi. Cay quá là cay. Ông ơi. Gì hả bạn? Ông ăn cái gì mà cay thế? Mình ăn sắn thì nó hơi cay bạn ạ. Ăn sắn mà cay á? Ừ. Thế thôi tôi ăn khoai. Ông đi ra đây với tôi. Ui giời ơi, thiệt. Cháo rùi nó bay vào mồm. Đang ngủ ngon như thế này, nửa đêm nửa hôm ông kéo tôi ra đây làm gì? Mộng du à? Vào ngủ tiếp đi. Yến, có cái này hay lắm ông ạ. Cái gì? Chàng 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 thơm chưa thơm chưa. Rượu ngon thế mà đầu già đấy. Ăn trộm à? Linh chinh, đồ được biếu đấy. Ai biếu? Lão phú ông nhà mình biếu chứ còn ai biếu vào đây nữa. Ông điêu. Phú ông từ xưa đến nay lúc nào cũng đối xử với anh em mình rất là cạn tàu giấu máng, xong bây giờ lại tặng rượu như nào? Tối ngày hôm nay tôi có nướng cho lão phú nhà mình một củ sắn to và ngon. Thế cho nên là lão phú ấy, lão lại cảm động thế nào. Hôm nay lão ấy lại tặng tôi cái vò rượu ngon như thế này. Là cái có nghĩa là có đi có lại nó mới toại cái lòng nhau. Nhưng mà thôi, tôi không uống đâu. Sáng mai còn phải ra đồng sớm. Ơ này. Cô Thắm nhà mình ấy là cô rất thích các cái đấng nam nhi đại trượng phu, dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tấc rộng thân 10 thước cao, rượu là phải uống cả vò mà gà là phải xé cả con. Nam vô tiểu như kỳ vô phong, ông mà không uống thì chỉ có mà mặc váy đàn bà, cô Thắm còn lâu cô mới thích. Chưa biết nhá, mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ái dạ. Mời. Được. Mời. Ui, cháu nghe. Mời. Được luôn. Mm-hmm.
Tốt lắm. Sao thế ông? Không. À. Ông ơi, ông làm sao thế này? Tôi đưa ông vào ngủ. Thì mày biết thì ông đêm nào chả đi tiểu đêm. Ôi giời ơi ông ơi, ông nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà ông có biết không? Ôi giời, con không thể tưởng tượng được là cái, nó lại là một cái con người đốn mạt như thế. Nó lại là một cái con người mà khẩu Phật tâm xà. Nó lại, nó đang tâm nó là gian phu. Nhưng mà dâm không phụ ông ạ. Nó là cái quân khốn nạn. Có chuyện gì đấy? Ôi, ông không biết à? Cái thằng bơm nhà mình ấy, nó đang tâm, nó định cướp đời con gái của cô Thắm nhà mình đấy ông ơi. Chỉ có chuyện đấy, bơm nó thật thà, nó chất phát như thế thì... Con mời ông vào ngay trong phòng của cô Thắm, thằng bơm nó đang nằm, nó ôm cô Thắm ở trên giường kia. Ôi trời chết, thật à? Vâng. À, ông đã nhìn thấy chưa? Thằng ăn cháo đá bát ý nó đây. Đấy, nó nằm nó còn gác ngược cả chân lên người cô kia. Thôi, lỗi tất cả là tại mày nha. Thế sao lại tại con ạ? Nó xây mềm như thế này nó là hạ nhiếp kiểu gì? À, mày nó có hai tội liền nha. Tội thứ nhất là ăn trộm rượu của ông. Tội thứ hai là cố tình chuốc rượu cho nó say. Rồi để vu oan giáo họa cho nó, đúng không? Đâu có phải tại con đâu. Thắm, dậy vào. Ông thầy, sao lại như này ạ? Đấy, ông thấy chưa? Không phải là tại con mà. À, không phải tại mày hả? À, ông đã theo dõi mày ngay từ lúc mày ăn cắp rượu của ông nhá. Rồi gọi nó đang ngủ dậy nhá. Chuốc rượu cho nó rồi mày cho nó say rồi mày vác nó vào trong này. Ông theo dõi hết nhá. Còn cãi được nữa không? À. Nhưng mà không. Không cái gì? Không phải con ạ. Cút. Ôi trời ơi. Dạ ông ơi, con thoát dại. Ông, con xin ông tha cho con ạ. Dạ, con lệ ông ạ. Xin với sỏ cái gì? Cút ra khỏi nhà đây. Ôi trời ơi, bơm. Dạ. Tại sao lại bổ ghế của ông ra thế hả? Thì nhà hết củi rồi. Với cả là con bảo này, riêng về cái gỗ lim này này, nó mà đốt lên nhá, lửa đượm lắm ông ạ. Cái lượm. Ok, lượm. Ok, sao ông lại đánh con? Mày có biết cái ghế cổ của ông nó bao nhiêu tiền không? Hả? À? Úi dồi ôi, cái thằng ngu này nhá. Mày không còn cái gì ngu hơn nữa nhá. Ông tuyên bố luôn nhá. Mà một năm mày làm cho ông là không có công luôn. Nhá. Úi dồi là giời ơi. Chị ông thì bây giờ con làm việc tốt thì ông lại mắng con. Tốt và đẹp cái gì? Hả? À? Thế cái ghế bao nhiêu tiền của cái ghế cổ của ông mày phá tan hoài như thế này rồi là rồi. Ồ thôi được rồi, thế không lấy cái ghế nữa thì đây ông đưa cái đống giấy vụn này đưa con nhóm lọ. Mày có biết để là sách của ông không? À, sách học của ông vậy. Ông mà cũng học quá. Ôi trời, gần đất xa trời còn học hành cái gì nữa mà con thấy mấy ngày hôm nay ông cứ tha sách về. Có thấy ông học đâu. Toàn là dùng sách để kê lên đầu làm gối này sao? Này. Đấy. Kể cả còn một ngày cũng phải học nhá. Đây là vì ông gối đầu bởi vì chưa đến ngày phải học. Còn một tuần nữa thì người ta mới sát hạch. Sát hạch gì ông? Thế mày không biết gì à? Sát hạch vào cái chân lý trưởng ấy. Thế á? À. Ông mà cũng đòi làm lý trưởng á? Sao lại đòi? Ông quá xứng đáng làm lý trưởng nên đòi cái gì? Thế được rồi,
Thôi bây giờ là ông cứ tranh thủ mà học đi. Lúc nào mà học không hiểu thì hỏi con dạy cho. Ngư mày mà dạy ông à? Sách ông là con học hết rồi đấy. Dạy trứng đòi khôn hơn vịt. Đưa ông đưa đi. Để nó bán cho ông. Chú ông có nhà không nhỉ? Úi dồi, quan ạ. Thế hôm nay thế nào mà quan lại hạ cố đến nhà con thế ạ? Dạ chào quan. Ôi giời, trên tổng nó đang chống mất cái chân lý trưởng. Đang thiếu người quản lý các chức sắc, đang loạn hết cả lên. Vâng. Còn một tuần nữa thì mới đến kỳ thi sát hạch. Vâng. Thế nhưng mà tôi phải đến sớm. Dạ. Xem các thí sinh sát hạch thế nào. Trong đó có cả ông đấy. À, dạ vâng, dạ bẩm quan phải vất vả như thế ạ. Dạ con là rất xứng đáng rồi ạ. Bởi vì con là người phải trên là thông thiên văn, dưới tưởng địa lý ạ. Tôi biết rồi, nhưng mà cái chức này nó rất là quan trọng. Vâng. Cho nên là phải sát hạch kỹ. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ con sẵn sàng đây ạ. Như ta đã nói, để ứng cử vào cái chân lý trưởng đấy thì phải trải qua hai phần thi. Vâng ạ. Phần thứ nhất là điền vào chỗ trống. Dạ. Thiên là trời, địa là đất, tự là tất. Thế còn tồn là gì? Dạ, là thịt chó ạ. Ô. Mộc tồn. Mộc thì là cây, tồn là còn. Cây còn có nghĩa là con cây. Đúng là thịt chó cái gì nữa. Ông. Thế hơi bị thông minh đấy. Không phải. Hả? Ông trả lời sai hết rồi. Sai sai thế nào? Tồn đây có nghĩa là tồn tại. Tồn tại mãi mãi với thời gian. Tóm lại cái chữ tồn này ấy, có nghĩa là còn. Đúng ạ. Anh kia là anh nào? Dạ, dạ. Nó là thằng bờm ạ. À, dạ không, con là con người ở. Anh ấy nói đúng đấy. Ông thì liên thoa liên thuyên. Tiếp câu nữa đây này. Dạ. Tam là ba, gia nhà, quốc nước. Thế thì tiền là gì? Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già, là đà của danh vọng, là cộng cân của chân lý, đồng tiền là hết ý. Người, sai bét rồi. Sao, nó sao thế nào? Khổ quá, cái chữ tiền này có nghĩa là mặt tiền. Tóm lại, tiền là trước. Đúng không hả quan? Ông thấy nó nói đúng đấy. Dạ. Vâng. Thế quan cho tiếp câu thứ ba đi ạ. Dạ. Còn một câu nữa đấy. Tôi cho ông trả lời. Vâng. Nếu ông trả lời đúng thì tôi cho ông qua. Không có thì trong chuyện luôn. Thế thì hậu là gì? Quan lại hỏi bậy rồi. Còn tự biết thì cái đấy quan còn hỏi. Cái đấy thì ai mà chả biết, ai cũng có cả. Quan có, con có, cái thằng bởm này nó cũng có. Hậu là cái gì? Là cái chỗ đào thải thức ăn. Đừng có đùa với ông. Sai hết rồi. Vẫn sai. Hậu. Hậu là sau. Giống như gọi là tiên học lễ, hậu học văn. Đấy, hoặc là tiền trảm hậu tấu. Đấy, hậu là sau, chứ không phải là cái chỗ mà ông bảo là đào thải đâu. Nó nói đúng đấy. Ồ thế ạ? À, thế nhưng mà dạ bẩm quan, dạ, đây nó chỉ là gọi là cái mức khởi động thôi ạ. Nhưng mà con là con tự tin, con là người có trình độ, cho nên là cái nước rút ấy, là con chắc chắn là con sẽ trả lời chính xác luôn. Mà nó quan trọng nhất là cái phần về đích. Về đích. Thôi được rồi. Dạ. Đây là phần thi thứ hai đây. Vâng. Là phần câu đối. Quan cứ đối thoải mái ạ. Rồi quan yên tâm, riêng cái khoản câu đối thì là con dư thừa luôn. Được rồi, tôi sẽ ra câu đối và anh đối lại. Vâng. Lợn cấn ăn cám tốn. Tốn cám thì thịt luôn. Chuẩn chưa? Không phải. Ông phải đối là như thế này. Dạ. Lợn cấn ăn cám tốn, chó khôn chớ cắn càn. Lợn chó đối nhau. Khổ quá, nhưng mà đây đang bảo lợn ăn nó tốn cám thì thôi được rồi. Ông có thi 10 lần cũng thế thôi. Cái chức lý trưởng ấy, tôi đã tìm được người rồi. Ai ạ? Đó là cậu bờm. Và nó là người ăn kẻ ở của con ạ. Người ăn kẻ ở. Nhưng mà cậu ấy sáng dạ, cậu ấy có học, cho nên cái chức lý trưởng ấy giao cho cậu ấy thì dân được nhờ. Còn những ông ấy mà có giao cho ông, dân cũng ăn cám. Thôi tôi đi về. Dạ thưa quan. Quan ơi, Phú này, Lý bảo Phú nhá, vào làm cho Lý con gà. Anh lên. Mày cất cất bước à,
Ai à ông ơi à, đi đâu giá nào. Ê, ơi mà hỡi hên ơi, hên hời, hên hời. Tè 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 tè. Hên ơi. Hên ơi. Em hên ơi. Em hên ơi. Hên đâu rồi? Hên đâu rồi hên ơi. Hỡi hên. Hỡi hên ơi. Hên thân mến này. Thế bảo là hôm nay đấu giá hến mà này không thấy hến đâu nhỉ? Chúng mày ngẫm lại sao có đúng là ngày hôm nay là cái ngày mà hến nó bảo đấu giá hến không? Ồ, hay nhỉ không? Đây là cái gì? Đấu giá hến. Rõ rành rành 10 mắt đều trông, ông không thấy à? Gì là cái đầy? Đây chưa là cái kín lù lù. Ừ, đúng. Mà hến đâu? Mà các con thử xem đấu giá hến thì có nghĩa là đấu giá cái gì ở nhà hến. Đấu giá thì là một là theo ông thì nó có thể là đấu giá cái nhà này. Hai là mấy cái chum này. Hay ba là những cái mảnh vải lụa này. Con biết ông ạ. Theo con đấu giá hến ở đây có nghĩa là được cái quyền làm bạn thanh mai trúc mã với cả hến cả cuộc đời ông ạ. Thanh mai trúc mã thì có cái gì mà để mà đấu giá? Thanh mai trúc mã có nghĩa là cưỡi ngựa xem hoa, có nghĩa là ngồi uống trà nghe nhạc hoặc là uống rượu bình thơ. Thế có cái gì? Ông là ông cứ chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề. Hiểu không? Ông thì ông không thích nhưng mà con lại thích. Vì thanh mai trúc mã là như là cái người bạn tri kỷ của mình ấy. Con cũng thích ông ạ. Thích thế à? Vâng. Nhưng mà cái hến đâu? Đâu ông hỏi con hỏi ai? Mà đấu giá cái này, đấu giá cái thanh mai trúc mã. Theo ông là không phải, hai đứa chúng mày bây giờ vắt óc làm mà nghĩ đi. Để xem thằng nào nói đúng. Nè, theo mày, đấu giá hến ở đây là đấu giá cái gì? À, ông ơi, con biết rồi. Chắc là hến đang đấu giá đôi mắt. Vì người ta bảo là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mày nhìn mắt tao đây này. Mày nhìn thấy cửa sổ của tao không? Mặt như con lợn luộc này. Thế mày bảo hến đấu giá đôi mắt để xong rồi cuối cùng hến nó mù suốt đời à? Rồi đấy, mù suốt đời à? À đúng rồi ông ơi, chắc chắn là hến sẽ đấu giá cái nụ cười. Bởi vì người ta bảo là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà ông. Ngu lắm mày à. Thế cái mày thấy cái nụ cười của tao ấy, nó có đáng giá ngàn vàng không? Mua nụ cười về để tế tổ mày à. À đúng rồi ông ơi, chắc chắn luôn. Hến ấy là hến đang muốn đấu giá cái tâm hồn. Bởi vì người ta bảo là người con gái gọi là có cái công dung ngôn hạnh đấy ông. Đấy, nói toàn những cái câu ở trên giời. Đấu giá cái công dung ngôn hạnh hay đấu giá cái gì? Không phải, chắc chắn không phải. Mà con thì con biết nó là cái gì đấy ông ạ. Mày bảo mày biết thì nó là cái gì? Nó là cái này ông ạ. Ôi giời. Bố láo thật thì mình. Mày dừa cả bàn chân vào mặt ông, mày đi đạp vào mặt ông đấy à? Thế là ông không biết rồi. Đấu giá hến ở đây, theo con, nó là đấu giá cái gót chân của cô hến. Ông có thấy không? Dân mình đánh giá một cái người phụ nữ là thông qua cái gót son của cô ấy. Đấu giá hến ở đây chắc chắn là đấu giá cái gót sen của hến. Lúc thì son, lúc thì sen, tóm lại là cái gót đấy thì. Thế bây giờ đấu giá cái gót đấy chẳng nhẽ là chặt đứt hai cái gót rồi của hến à? Liên thiên. Thế thì nó đấu giá hến ở đây là cái gì nhỉ? Đến lượt ông nghĩ đấy, ông vắt óc ra mà nghĩ đi. Ông hỏi hai con nhá. Vâng. Lại hỏi. Thế theo hai con, cái gì trên đời này quý nhất? Tiền. Sai bét. Quý giá nhất trên đời nó là bạc. Bạc. Tiền đấy bạc. Ai đi đấu giá tiền? Đấu giá thì người ta mua tiền bằng tiền. Hả? Nói thế mà nói. Theo ông có thể là vàng. Vàng á? Vàng. Đúng. Ông lại liên thiên thì con thấy trên người cô hến này có một cái mẩu vàng nào đâu mà bảo đấu giá vàng. Cái vàng đây có phải cái vàng vàng bạc đâu. Cái vàng đây nó là gọi là cái ngàn vàng, con hiểu chưa? Cái ngàn vàng. Cái ngàn vàng là cái gì không? Không biết nó là cái gì à? Thằng này có biết nó là cái gì không? Cái đấy thì con biết. Mày cần phải trưởng thành hơn, mày cần lớn hơn nữa. Thì mày mới biết được cái ngàn vàng là gì. Ngu ạ.
Nó là cái quý và cái danh giá nhất của người con gái ấy. Đúng nhớ. Rồi. Nó là cái ngàn vàng. Da 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 da. Vâng, xin chào quý quan khách đã đến với buổi đấu giá hến ngày hôm nay. Trời ơi. Ôi, xúc động quá. Hến này, Hến cho ông hỏi đấu giá Hến có nghĩa là cái gì của Hến? Hến ơi, có phải là đấu giá cái thanh mai trúc mã, tức là tìm ra một người bạn đời gọi là tri kỷ trăm năm phải không? Không phải đâu. Thế thì hẳn là đấu giá cái này của Hến. Ấy, tức là cái gót sen của Hến có đúng không? Cũng không phải. Ông đã bảo sai rồi. Thế là cái gì? Chắc chắn nó là cái ngàn vàng. Hến nhỉ? Cái này quý hơn cả cái ngàn vàng ấy. Ừ thì rõ ràng Hến nó phải quý hơn ngàn vàng thì còn gì nữa. Thôi, bây giờ mình dừng cái việc bàn cãi ở đây. Mình bắt đầu vào cuộc đấu giá luôn. Và thế lệ vô cùng đơn giản. Đơn giản thế nào? Bây giờ ai là người trồng tiền nhiều nhất thì người ấy có được Hến. Thế này cuộc đấu giá này thì chắc chắn người thắng cuộc phải là ông như còn gì nữa. Thế có ba người thì ông là ông chủ, còn hai cái thằng đầy tớ này nó tuổi gì. Riêng với Hến là ông chơi tất tay luôn. Chúng mày có tiền không? Nhìn cái gì? Hến đưa tay đây. Dạ. Được chưa? Một túi tiền. Để có Hến. Vâng, phú ông một túi tiền lần thứ nhất. Một túi tiền lần thứ hai. Và một túi tiền lần thứ ba. Xin chúc mừng phú ông đã có được Hến. Thế hai thằng chúng mày thì không mừng cho ông nhỉ? Dạ, con mừng cho ông à, con chúc mừng ông à. Thế cứ đứng ở ngoài này nhé, chờ ông để ông vào ông ăn Hến. Dạ, mời ông ăn Hến. Ăn ở đây á? Dạ vâng. Bất tiện lắm, ăn vào trong nhà chứ để đi vào đi. Đây, Hến của phú ông đây này. Hả? Nhanh. Có tiền. À! Dạ. Bơm sầm ông bảo đấy. Sao vậy ông? Ê, hai đứa chúng mày mang cái chum đi đâu đấy? À, rượu bọn con vừa nấu xong. Bây giờ mang cái chum vào là đổ đầy rượu. Xong đấy mang cái chum rượu đấy ra ngoài vườn hạ thổ cho ông. Thông minh nhỉ? Dạ. Cảm ơn ông. Bẩm sinh mà ông. Đổ ngu. Sao đấy, câu trước ông khen câu sau ông chửi ông đấy như nào? Ông lại chửi bọn con là thế nào? Tại sao không mang rượu xuống đấy mà đổ mà phải vác chum lên đây để làm cái gì? Thì như nhau mà ông. Như nhau cái gì? Bây giờ mày vác chum lên là chum không. Tí mày đổ rượu vào đây thì chúng mày vác bằng kiểu gì? Hả? Vác vào mắt đấy à? Tất cả là do cái ý kiến của thằng này ông ạ. Mày. Bơm sao này? Dạ. Bây giờ là ông rất nhiều tiền. Vâng. Ông không biết tiêu vào cái việc gì. Ông có thể từ thiện cho chúng con. Bây giờ là không có nói chuyện từ thiện. Ông là ông rất muốn cho các con tiêu đấy. À thế à? Thế nhưng mà cho không bây giờ thì nó thấy nó cũng vô lý. Dạ. Bây giờ ông có cái cách này. Cách gì ông? Đây là cái trò chơi co khống. Co khống? Sao lại co khống? Cái gì co lại mà cái gì? Đây nha, có ba cái chén đây rồi. Rồi. Trong này sẽ có một cái không, có một cái có. À. Ông sẽ là người làm để cho con hoa mắt đi nhưng mà con vẫn cứ tỉnh táo, con biết được cái chén nào là chén có, thế là con có tiền. À. Nhưng mà nhớ con chỉ vào cái không thì có thể con như không có tiền mà con phải mất tiền cho ông. Mày còn tiền không? Tao còn mấy hào đây. Tao cũng có mấy hào. Chơi. Chơi vào. Chơi ạ. Ba ông con mình lao đầu vào kiếp đỏ đen cái hả? Rồi, nào. Chờ ông tí. Đi đâu mà thiệt ha. Lọt sàn xuống đi rồi. Riêng tay của ông không thể nhanh hơn mắt của hai thằng chúng con được. Mà hai mắt của ông không thể bằng bốn mắt của anh em mình được.
ông là ông có ý định là cho tiền các con, nhưng mà cho một cách nó phải vui vẻ, cho một cách mà các con có cảm giác là không phải là xin tiền của ông. Dạ. Đây nhá, ông nói ví dụ đây ông có 3 tờ, vâng, hai cái có một cái không nhá. Thế có nghĩa là cái phần thắng của các con là gấp đôi ông. Mỗi một ván là 1 hào ông nhá. Rồi. Đây ông vò lại là 3 cái nhá. Rồi. Nhá. Ông cho vào trong chén đúng không? Rồi. Đi đây. Một cái. Hai này. Ba. Có đấy, hai cái này là có. Chứ là không làm nhá. Sao được. Đây, nhét vào đây rồi. Rồi. Nhìn kỹ nhá. Rồi. Ông chuyển nó ra đây. Tập trung vào. Dạ. Thế giữa đúng không? Chắn chứ còn gì nữa. À, xuống tiền. Còn cũng đánh 1 hào luôn là 2 hào cái này. Chén nào không, chén nào có, tập tầm đó. Chén nào có, chén nào không, mở ra. Ông chuẩn bị 2 hào giải cho bọn con đi. Chắc chắn là có rồi. Ông lấy tiền trả con luôn. Không hay có. Hả? Cái gì đấy? Chứ không chứ còn gì nữa. Không à. Mà sao mày nhìn thế nào thế? Tao hỏi mày rồi mày cũng bảo là ở đấy là có. Thế là cái con mất 2 đồng của ông rồi, đưa đây. Con lại vò vào. Đấy, ông lại cho vào. Đấy. Thế chắc chắn 2 cái này là có rồi. Đúng rồi. Thế nhưng mà con phải nhanh mắt. Rồi. Nhanh mắt nhanh tay nhá. Chỉ cho đúng vào. Mày chỉ đi, không mày lại bảo tao. Tập tầm vong chén là nào không chén này. Chén nào có. Con chọn chén này. Chén này à? Vâng. Thế thằng Bờm cho chén nào? Ván sau con đánh. Không đánh phải đánh luôn. Thế thì đây luôn, theo luôn. Cũng theo luôn gì? Đúng rồi. Chén này có, chén này không. Ông đây đây. Ông chuẩn bị tiền đây. 100% là trúng chứ còn gì nữa. Tuyệt. Sao lại vẫn là không nhỉ? Có không? Cái này là thắng hay thua không? Ừ. Thế là các con lại thua rồi. Khổ thân các con. Chứng tỏ như thế là số các con là không hề may mắn một chút nào. 2 cái có 1 cái không mà thế nào 2 lần các con chỉ đều vào số 0. Thế thôi, thế thông cảm nhá. Nữa đi ông. Chơi thế là đủ rồi. Không. Vẫn nữa. Không bây giờ. Sao. Còn tiền không? Con là người có tiền. Thế là 2 con vẫn tiếp tục muốn chơi à? Chơi chứ chơi. Chơi luôn. Đang thua thì ông phải cho bọn con gỡ chứ lị. Nói rằng vẫn thích chơi gì? Vâng. Thế thì hoàn toàn chịu trách nhiệm nhá. Vâng. Hết tiền không kêu nhá. Rồi. Đấy. À, nhưng mà. Ôi dồi, từ. Sao đấy ông? Chờ ông đi tiểu cái đã. Ông đi giấu tiền phải không? Không. Ăn được thì mang đi giấu gì? Ông thừa tiền. Giấu tính ăn được tiền mang đi giấu bao giờ? Mày. 100% là cái lão Phú ông lão ấy lừa anh em mình rồi. Thật á? Chứ còn sao? Không thể nào mà 2 lần mắt tao đều nhìn sai được. Không. Ôi trời. Không. Úi dà. Đây cũng không. Thì hóa ra là 3 cái chén này đều không rồi. Nó lừa anh em mình chứ còn sao nữa. Bây giờ phải làm thế nào? Có cách. Bụng nó nhẹ rồi. Ô, thế cái thằng Bờm đâu rồi? Dạ, nó đi lấy tiền không ạ? Cái ngữ nó thì lấy tiền ở đâu ra? Bọn con phát hiện ra có một cái lỗ gọi là lỗ đẻ tiền. Bọn con thả vào đấy 1 hào, nó ra 2 hào. Thả vào 2 hào, nó ra 4 hào. Thế cho nên là cứ hết tiền bọn con lại có không ạ? Có bịa đi. Cái gì? Này. Lúc nãy mày đưa cho tao 3 hào, nó chỉ ra được 6 hào thôi. Thì cũng chỉ cần đến thế thôi. Chơi tiếp. Vẫn chơi tiếp vòng. Vâng. Nhưng mà này. Dạ. Thằng Bờm. Dạ. Mày lấy tiền đâu ra? Con đi vay, mượn. Cứ mày thì ai cho mày vay? Này, ông vừa nghe thằng Sờm nó nói rồi nhá. Nói gì ạ? Là chúng mày phát hiện ra có một cái lỗ để tiền. Ok, làm gì có cái lỗ nào? Này, sao mày ngu thế? Tự nhiên mày lại đi kể với ông hả? Thế cho mày vạch áo cho người xem lưng như nào? Thôi! Mày cãi nhau! Bây giờ ông hỏi luôn nhá. Dạ. Cái lỗ đẻ tiền nó ở chỗ nào? Mày khôn hồn mới đưa ông đến xem ngay nhá.
mày mà vớ vẩn ông đuổi việc luôn. Mà cần thiết ông cho người đi gô cổ mày lại nhá. Cái lỗi là cái lỗi để tiền là nó ở cái chỗ nào? Kìa, ông đã hỏi thì dẫn ông đi. Thôi được rồi, nhưng mà ông đừng nói cho ai biết. Ông chỉ giữ bí mật. Ba ông con mình biết thôi. Ông bị thần kinh mà nói cho người khác biết được. Ông chuẩn bị tiền chưa? Có tiền chưa? Đây rồi. Rồi đi. Trong đây người ông đầy. Đi. Bao nhiêu lỗ này, biết cái lỗ nào là cái lỗ tiền. Đây, lỗ này. Có khi cái cây này là cây thần đấy. Đúng rồi, cái lỗ để ra tiền đây này. Vâng. Vâng này. Dạ. Thằng Sờm đâu? Ông xong rốt thế nhỉ? Cái thằng Sờm đấy là nó miệng nó lúc nào bù lu bù loa. Bây giờ nó đi báo cho cả làng cả xã này là cái lỗ này là cái lỗ đẻ tiền. Thế không phải là con với ông là móm mà. Cho nó biết làm cái gì, cho nó đi làm cái gì. Đúng không? Cũng có lý. Thằng chúa bếp xếp, ông thử bắt đầu xem nó. Dạ. Nhớ ra lại nhé. Đừng để ông mất nhé. Yên tâm. Vào. Tiền vào. Tiền đây ra đi. Ôi trời, thấy chưa? Đấy, một lại đẻ thêm một. Thấy không? Hay nhỉ? Có phải hay đâu, thần đấy. Thôi thế thì trò này trò chắc. Ông không bỏ nữa à? Hả? À? Không bỏ nữa à? Ê, nó như đánh bạc ấy, đã thế thì tất tay luôn chứ. Nhiều. Để không? Túi tiền ơi, ra đây. Hai túi. Ok. Cây ơi, để tiền cho ông đi. Túi tiền này ra đi. Túi tiền đây. Túi chưa? Sao nhỉ? Hay là nó đang bị tắc nhỉ? Thì vỗ mạnh vào đây nào. Túi tiền đây. Giàn tiền đi. Ok. Túi chưa đây. Thì làm thế nào bây giờ? Còn có biết đâu chứ. À, ôi dồi, nó đâu rồi? Thế này. Thằng bờm có cái quạt mo, phu ông xin đổi ba bỏ chín châu. Bờm rằng bờm chẳng lấy châu, phu ông xin đổi ao sâu cá mè. Dạ, con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương chư Phật, con lạy chư Phật mười phương à. Dạ, con kính thưa thần cây đa mà ma cái gạo à. Dạ, con kính thưa là ông thần cây à. Từ xưa đến nay con là bờm thẳng thắn thật thà và luôn luôn thua thiệt à. Nếu như mà con mắc cái tội gì thì kính mong ông thần cây sa u sa mê sa lầm sa lỗi cho con à. Dạ, bẩm ông à. Ông nào? Dạ, con lộn à. Dạ, bẩm bà. Không phải bà. Thắm đây. Ôi giời. Thắm. Sao nó đang yên, đang lành thì trèo lên cây thế này. À, bơm hiểu rồi. Thắm đang đến cái tuổi ăn tuổi lớn đúng không? Thắm là thắm muốn trèo cây cau để tụt xuống đúng không? Nhưng mà thắm ơi, cái cây này không phải cây cau ở sau nhà cái kia, tuột xuống cái cây này là xước hết bây giờ. Người ta còn đang muốn quên sinh đây này, trèo bây giờ tụt cái gì? Ôi trời ơi, thắm ơi. Thắm chưa kịp quyên sinh nhưng mà hai con mắt của bờm nó còn đòi quyên sinh như thế này. Ôi, mà sao con gái con đứa lại mặc váy trèo cây làm cái gì? Bờm không hiểu nỗi khổ của thắm đâu. Như nào? Người ta thì trẻ trung mân mởn ra như này, thế mà lão quan huyện già hơn cả thầy của thắm lại đang đòi cưới thắm về làm thiếp cái kìa. Thật ra là như thế à? Ừ, không tin hỏi thầy của thắm mà xem. Ôi giời. Thế thì không được. Nếu bờm là thắm ấy thì bờm cũng hành động như thắm thôi nhá. Thôi thắm làm nốt chỗ dở đi. Ơ kìa bờm. Không biết đâu, bờm nghĩ cách cứu thắm đi. Người ta muốn như thế nhưng mà người ta sợ nên không dám xuống. Rồi được rồi, để bờm nghĩ.
Bơm ơi, bơm ra chưa? Ôi trời ơi, sắp ra rồi thì lại nhìn vào đấy thì nó lại chạy mất rồi. Ôi ôi. Chấm ạ. Nhưng lúc nào mà bơm suy nghĩ thì ví dụ là sáng hôm nay bơm nghĩ thì chắc chắn là đến sáng hôm sau bơm sẽ nghĩ ra đấy nhá. Không được. Thế thì Thắm phải ngồi ở đây đến tận hôm sau à? Thôi được rồi, xuống đây thì bơm nghĩ cho nó xuôi nào. Đỡ người ta cẩn thận. Làm sao mà tỉnh táo được cái bơm ơi. Thắm, Thắm ơi. Ra rồi. Ông Phú đâu? Ông Phú có nhà không hả? Ồ, ai đây? Dạ. Dạ chào quan ạ. Thế nào mà hôm nay rồng đến nhà tôm, quan lại hạ cố đến nhà con thế ạ? Quan kiếc cái gì? Quan là trên công đường. Hôm nay là bản mỗ đến đây. Muốn được xin làm mà con cái trong nhà ấy mà. Ôi tôi chết. Quan thì là cha là mẹ của dân, sao quan lại là con của con được ạ? Quan ấy là muốn kết duyên cùng em Thắm ấy mà. Cái gì? Cái Thắm á? Nói thì tuổi cháu tuổi chất của quan. Nói thì bảo hơi quá, nếu ví dụ mà quan con thác xuống dưới kia thì cái Thắm nhà con nó phải đội khăn vàng ấy. Quan nói thế mà không sợ bà nhà. Bởi quan nó dở răng rụng hết rồi, đi còn trả vững thì kết duyên cái gì ấy. Này, quan đây tuy già nhưng vẫn đu xà nà tốt nhá. Em Thắm đâu rồi? Thắm ơi. Thắm. Quan ơi. Thắm ơi. Này, mày. Dạ, con mời thầy vào nhà để con tiếp tướng công tương lai của con ạ. Dạ. Em Thắm. Em đây. Ôi, anh đi đâu đấy? Ôi giời ơi, chả phải anh bảo là anh muốn cưới em làm vợ à? Chả phải là anh muốn sống với em đến đầu bạc răng long à anh? Răng anh đây này, đầu anh bạc hết rồi, răng rụng hết rồi đây này. Thế ai vừa nói rằng là tuy là già nhưng mà vẫn đu xà nhà liên tục. Thôi, ôi mình vào, vào xà nhà mình đu đi anh. Thắm nào, ơi, mình đu đi. Thắm, Thắm ơi, anh đứng còn chả vững uống chi là đu xà nhà thế nào được. Ô kìa, anh dối em mà. Ôi trời ơi, anh ơi, anh là của em này. Em là của anh này, anh làm gì anh làm đi anh ơi. Em ơi, dạ. Sao lông chân đến em thế này hả? Ôi trời, đây là sở thích và đam mê của em đấy. Anh có thích không em tặng? Quan lại Thắm nhá. Thắm tha cho quan nhá, quan lại Thắm. Từ nay là quan bỏ ngay cái thói là trâu già thích gặm cỏ non nhá. Thế nào? Vào đây. Ơ kìa. Trâu già không thích gặm cỏ non nhưng mà trẻ con lại thích chơi đồ cổ này. Yeah. Úi dồi, úi ai này cướp à? Úi anh ơi, xin anh, các anh cướp em hay sao? Các anh nhìn cầm gậy gộc với cả đao múa nhiều thế này. Trời ơi, em xin anh. Chúng tôi là cướp. Úi là con là con. Bình tĩnh. Nhưng hôm nay không phải là cướp. Úi dồi ơi, thế là thế nào? Các anh bảo các anh là cướp, bây giờ các anh lại bảo là các anh không phải là cướp. Úi dồi ơi, em sợ quá. Bây giờ chúng tôi không cướp tiền. Ôi sao các anh lại không đi cướp tiền à? Mà hôm nay cướp tình. Ôi sao anh lại cướp tình cũng không được anh ơi. Em là thân tam nhi với người anh lại bảo em là đi cướp. Ông có cái gì mà chúng tôi cướp? Hả? Nhưng mà các anh cướp em sợ chứ. Dạ. Chúng tôi nhờ thầy giúp việc này. Giúp à? Ừ. Ui giời, các ông đi nhờ vả mà cứ như đi ăn thịt người ta thế này thì ai người ta dám giúp. Chuyện là thế này nhá. Vâng. Trong làng ấy. Có nhà chị em tấm cám. Tôi ấy. Tôi là tôi yêu cám. Còn thằng này ấy, yêu tấm. Nhờ thầy giúp xe duyên cho hai anh em tôi.
Úi giời ơi. Tưởng cái gì chứ, cái việc đấy là đúng chuyên môn của tôi rồi. Thầy làm được đúng không? Nhưng mà tôi có biết Tâm Cám là ai đâu. Đấy nhá. Tí nữa ấy. Chị em nhà Tâm Cám đi qua đây. Tí qua đây. Chuẩn. Thầy xem thầy thế nào, thầy giúp cho hai anh em tôi. Cái gì thì cái, như là cái đấy tôi làm được ngay. Nhưng mà ấy, làm thì không ai làm không công cho ai bao giờ cả. Các anh hiểu. Nên là cái gì thì cũng phải có cái việc nó trôi chảy hơn vào. Rồi, đây này. Anh em chúng tôi ấy đi cướp ấy. Cướp. Thì cướp được món gì ấy? Thì 8, 2 82 hả? Ui rồi, này, tôi nói thật với các ông nha. Ngày xưa trước khi tôi làm cái nghề này, tôi cũng có thâm niên mấy năm và chuyên môn đi làm cướp rồi. Đồng nghiệp rồi, tôi biết thừa. Nha. Ra cuối nha. 7, 3 được thì làm, không được thì thôi. Đúng chưa? 7, 3 được không? Cũng được. Được rồi, tôi sẽ giúp các ông vụ này nhá. Ôi, thôi. Ôi, sao vậy? Chị em tấm. Ôi, trời, nó đến. Bây giờ nhá, mỗi ông trốn một chỗ, còn đâu mọi việc để tôi. Ôi, trời, giúp nhá. Nhanh chân lên chị Tấm. Đợi chị một tí. Không biết giờ này đã đông chưa? Đông rồi. Xin chào hai tiểu thư. Dạ, con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Cho thầy hỏi mạn phép hai tiểu thư đi đâu đấy ạ? Dạ, chị em con đi hội làng ạ. Thầy hỏi khi không phải, hội làng thì có gì hay nhỉ? Dạ thưa thầy, hội làng có nhiều thứ hay lắm ạ. Được ăn được uống này, rồi được chơi cùng với các bạn bè đồng trang lứa. Thôi, đi tìm Rai, nói luôn là đi tìm Rai đi, lại còn... Thầy này, bọn con là con gái, có thích đến thế nào thì cũng phải giấu nhẹm vào bên trong, chứ ai lại nói tẹt ra như thế ạ. Nếu mà chỉ đi tìm Rai thôi ấy, thì vào đây, thầy giúp cho. Thầy sẽ giúp cho các con tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thật đã. Chị Tấm vào luôn. Vào đây. Thầy làm gì thì cũng phải có quy tắc. Nên là đầu tiên là đặt lễ. Đặt lễ hả? Ừ, đúng. Không được đâu. Cám con đây có đức tính là ăn quỵt. Chị Tấm ơi, đi. Thôi, này. Thầy chỉ nói thế thôi. Đấy là cái bộc phát của thầy. Chứ còn thực ra ấy là nhìn hai chị em là cũng nhân hậu. Nên là thầy muốn giúp. Đặc biệt là cái cô này, duyên tí thế này. Nào, đứa nào xem nhỉ? Con ạ. Con ạ. Để em. Để chị. Để em xem trước. Ôi. Thôi, chị lớn lên. Thôi. Thế đây là chị ấy. Dạ vâng ạ. Con là Tấm ạ. Con là chị ạ. Ê. Còn con là Cám. Con là em. Ôi, thầy cũng giới thiệu luôn nhá. Thầy tên là Thóc. Thầy làm thầy bói. Thầy nhìn á, vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của con là thầy biết con là em mà. Thế mà thầy tưởng ấy, đây là mẹ, đây là con. Thầy. Thế nào. Thôi. Thầy làm việc bao giờ nó cũng phải có tôn ti trật tự. Nó phải có trước có sau, hiểu không? Nên là thầy sẽ xem cho chị trước. Thế em muốn là người tình trong mộng của em như thế nào? Dạ, chẳng giấu gì thầy, con thì thích một chàng hoàng tử như là hoàng tử ếch ấy ạ. Người không thích lại đi thích ếch à? Thầy chả biết gì. Đấy là thần thoại, hoàng tử ếch ấy sau khi mà lột cái lớp vỏ xấu xí ra ấy thì sẽ hiện nguyên hình là một người vô cùng đẹp trai, vô cùng chung thủy, vô cùng yêu thương người yêu của mình. Ui dồi ôi, thế là giàu chứ gì? Không. Chứ hoàng tử chả giàu. Con không quan trọng mấy cái chuyện vật chất. Con thì vật chất với con chỉ là phù du thôi. Nhưng mà con thích giàu. Không giàu bây giờ có mà xúc. Xúc gì? Xúc đất mà ăn à. Con chỉ cần á, một người á, giàu có, gia thế khủng. Thế là được ạ. Được rồi. Thế thì hai đứa làm theo lời thầy. Bây giờ thầy sẽ giúp nhá. Dạ. Quỳ lên. Quỳ ạ. Quỳ lên ạ. Chắp tay thành tâm vào.
Nhắm cái mắt vào. Nhắm mắt. Ừ, để thầy làm lễ nhá. Dòng nhân thầm kỳ diệu, quang minh chiếu đàn duyên, cướp ma cướp lùn cướp cao, hơi cướp lùn cướp cao, cướp vào cướp đi, hơi cướp cướp vào cướp đi, ơi dòng nhân hơi cướp hơi tắm mở mắt ra con. Dạ. Còn cám thì nhắm im mắt đấy. Dạ. Anh này, con biết cái anh này. Ôi. Anh này suốt ngày thập thò ngoài ngõ nhà con, bị chó đuổi mấy lần. Thế có ưng không? Không ạ. À. Sao lại không ưng? Anh này suốt ngày rình mò, cứ như cả ăn trộm ấy. Có bao giờ nói gì với con đâu mà con ưng. Nên thầy bảo này, những cái người mà không nói gì mà nói ít ấy, là những người trung tình và tốt tính lắm, hiểu không? Còn những cái thằng mà mồm chó vó ngựa ấy, mồm loa mép giải ấy, những cái thằng đấy không tin được đâu. Thế hả? Ừ. Đấy. Tôi là tôi thích Tấm lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi cũng có dịp để nói ra là Tấm là người yêu tôi nhá. Này, thôi. Tâm sự gì, tán tỉnh gì, ra ngoài kia nhá. Đi. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Đi nhá. Thầy ơi, đến lượt con chưa ạ? Cám đợi thầy để thầy làm phép tí nhá. Dạ. Quay sang phải, ngước mắt lên, thấy mở mắt ra, chào cám nhá. Dầu lắm. Thầy có nhầm không ạ? Người rời gì mà trông cứ như thổ địa. Thổ địa vẫn là người rời mà. Nhưng mà dầu lắm. Dầu gì thì dầu chứ, dầu này có mà con dầu dĩ. Con xin phép thầy. Cám ơi, đợi anh với, cám ơi. Cô Hến ơi, cô Hến, cô. Anh Bờm à? Tôi đây, cô ra tôi nhờ tí. Cái gì đấy ạ? Ra đây. Đây, ông Phú bảo là trên đường tôi đi ra ruộng ấy thì cầm cái bắp ngô này sang tặng cho cô Hến. Ngô quý lắm đấy. Ôi dồi ôi, đúng là ông Phú nhõn một bắp ngô. Thế thôi, cô đớp đi. Nha, tôi đi. Đi đâu? Sao lại vội vàng thế? Ra ruộng đi cấy. Ừ, sao lại đi ra ruộng làm gì? Ở đây đã hết việc đâu mà đi ra đấy. Cô buồn cười nhỉ? Việc nhà cô thì cô tự đi mà làm chứ. Tôi là chỉ làm thuê với ông Phú thôi, nhá. Này. Cái gì? Em nói cho Bờm nghe nhá. Nhà em có cái thửa ruộng lâu ngày chưa cày. Bờm cày giúp em nhá. À thế à? Vâng. Đây, nốt có cày đây, đâu tôi cày luôn cho. Không. Không phải là cày bằng cái này. Không phải là cái ruộng đấy mà là cái ruộng khác. Trời. Thì cất đi, nhìn gớm quá. Thế cái ruộng khác thì nó nằm ở đâu? Ruộng ở đây này. Đâu? Đây, của Hến này. Ôi giời ơi, Hến ơi. Thì nhìn cô như miếng thịt ba chỉ như thế thì chỉ có luộc lên ăn với cả củ hành cho đỡ ngán thôi. Đúng là Bờm. Chả biết cái gì cả. Đi vào đây, người ta dạy cho. Dạy cái gì? Người ta dạy cách cày. Từ xưa đến giờ người ta chỉ có cào Hến, nhưng làm gì có cày Hến như này. Thì cứ đi vào đây, người ta dạy cho cách vừa cày vừa cào. Nhớ đi vào đây. Hả? Kìa ơi, cho đi. Mà, cô ơi, tôi đi vào không đây biết mà. Cày cào như đi, nào đâu. Ô kìa. Đấy. À. Cái thằng rời đánh này. Ông bắt được quả tang nhá. Tang. Chúng mày làm cái gì đây? Dạ con chưa ông, cô Hến bảo là vào nhà cô Hến bày cho con cách là vừa cày vừa cào. Giời, cái ngữ mày ấy mà. Chỉ có cày không mà không nổi. Mà lại vừa cày vừa cào. À này, cùng một lúc làm hai việc là chỉ có ông mới có thể làm được thôi nhá. Đi ra ngoài. Nhạy. Nghe hên nhỉ. Dạ. Mà anh Phú ơi. Nhờ không hiểu dạo này thời tiết làm sao ấy. Mà em cứ bị sưng phổi. Đây Phú ông nhìn đi. Mấy cái yếm của em ấy. Nó chật. Nó rách hết rồi. Em chả có cái yếm nào mặc cả. Chắc là do Hến bị nở phổi đấy mà.
Yếm nó rách à? Vâng. Có gì đâu, Phú mua cho liền 10 cái. Mặc cho nó thoải mái. Thế anh Phú mua cho Hến hả? Có ngay. Mày nhìn cái gì đấy? Dạ con đang nhìn xem ông vừa cào vừa cày như thế nào con học. Này, ở cái chỗ này không phải là chỗ để mày học nhá. Về nhà ông dạy. Bây giờ thế này. Dạ. Cầm tiền đi ra chợ. Mua cho một mảnh vải. Dạ. Làm sao may được 10 cái yếm nhá. Rồi về rồi ông sẽ thưởng sau. Mua hết luôn hả ông? Mua hết luôn chứ còn gì nữa. 10 cái yếm. Dạ. Ông mua hết. Mua hết luôn. Hết luôn. Đúng rồi. Thôi đi. À rồi. Ông cứ tin tưởng ở con. Ừ, ông tin mày. Dạ. Thế là do ông vướng mặt quá. Ta vào nhà rồi. À, ông ơi. Cái gì đấy? Vải thì nó dài bao nhiêu thước hả ông? Dài bao nhiêu thước đấy là cái việc của mày nhá. Miễn là mày cứ bảo cái bà bán vải ấy. Làm sao cái miếng vải mà nó bay được 10 cái yếm là xong. Có cái gì đâu mà hỏi. Thế mà con không nghĩ ra. Ông cứ tin tưởng ở con. Mày có cái tội chỉ làm cho ông cột hứng á. Thôi đi. Nó làm mày đứt đoạn quá. Ông ơi, cái gì đấy? Thế là mua vải đũi hay là vải lụa không? Trời ơi, sao mày tối dạ thế nhỉ? Thế này, đũi hay là lụa? Thì anh Phú cũng biết là các cụ hay bảo người đẹp vì lụa, lụa tốt vì phân. Đúng rồi. Thì đương nhiên là Hến phải mặc lụa chứ. Mày đang nghe thấy gì chưa? À rồi. Lụa. Lụa. Đi luôn. Ông cứ tin tưởng ở con. Tin tốt lần này rồi đấy. Dạ. Đi đi. Vâng. Thế là xong rồi. Dạ. Phải... Ông ơi. Ôi trời. Vải mua màu gì không? Ôi giời ơi. Này, mày ở với ông bao nhiêu năm rồi, mày phải thừa biết là cái tính ông thích cái màu gì chứ. Hả? À, cái thằng thế này, màu gì thế này? Màu đỏ nó mới quyến rũ. Anh này cứ thích cái màu vàng đấy. Nhưng mà thôi, mày đã nghe Hến nói gì chưa? Màu đỏ. À, một miếng vải may 10 cái yếm. Đúng. Lụa. Đúng. Màu đỏ. Đúng. Chấm hết. Chắc chắn. Đi. Ông cứ tin tưởng ở con. Tin nốt cái lần này thôi nhá. Dạ. Cấm quay lại nhá. Dạ. Để cho ông thoải mái. Đi. Ôi gì. Này. Bà cứ vào đây. Mày cứ từ từ, bà đã bảo bà giúp mày mà mày cứ làm cái gì mà mày cứ... đây là nhà con Hến mà sao mày lại đưa bà đến đây làm gì? Hả? Bà cứ bình tĩnh nhá. Bà bình tĩnh luôn. Ôi, bà ơi, đây là điên tiết chứ bình tĩnh cái gì? Thế lúc nãy trên đường đi đến đây bà hứa rằng là bà sẽ giúp con. Thế bây giờ bà thương thì thương cho chót đi. Bà cứ bình tĩnh nhá. Bà thương, thương cho chót luôn. Bà cứ bình tĩnh. Bà bình tĩnh đây. Ông ơi, ông. Ông ơi! Ồn ào quá! Sao đi mua vải đã về rồi á? Chưa kịp làm gì! Ôi trời ơi! Lại còn phải làm gì nữa? Ông đâu? Ông đây! Ông ơi! Đâu? Khổ quá, ông đã bảo mày... Ôi trời ơi! Ôi trời! Bà đã bảo bình tĩnh rồi mà! Quên! Tao người ăn người kẻ ở mày hại ông à! Ôi giời, con hại ông cái gì đâu! Ông ơi, lúc ông bảo đưa cho con một thào để ra ngoài chợ mua một thước vải may 10 cái yếm, con ra ngoài đấy, ai cũng bảo với con ấy, ai cũng bảo với con một thào chỉ mua được một thước vải may mà được một cái yếm thôi. Nhưng mà con rất là may mắn, như kiểu là có quý nhân phù trợ ấy, con đã gặp bà. Thế bà bảo ở cái làng này có duy nhất một mình bà, còn một thào bà có thể mua được 10 cái yếm. Thế là con mời bà đến đây đấy! Đây, bà chỉ chỗ cho mua vải đi! Đây, để tao! Đấy. Sao mất? Vừa nghe thấy tiếng nó đây mà nhỉ? Sớm ơi! Sớm! Em Như! Con ai?
còn xuân trong trắng chân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lụa trên sông bờ. Chạy đi đâu? Tao lạy mày. Tao lạy mày Sờm ơi. Bình thường tao thấy mày cao to, đen hôi, mồ hôi dầu. Sao hôm nay tao thấy mày... Thế mày làm sao? Buồn lôn. Mày thôi đi. Mày tưởng tao sung sướng lắm tao mặc cái bộ này. Từ cái lúc tao mặc cái bộ này vào, tao cứ thấy người nó cứ làm sao. Không vì em Thắm ấy, mày có cắt vàng tao cũng không bao giờ tao mặc mấy cái đồ rồi mày tưởng à? Thì lại chẳng. Cô Thắm cô ấy đối xử tốt với anh em mình như thế. Mà bây giờ nhá, cô ấy nhá, lại bị gả cho cái thằng gì? Thằng Lởm con nhà ông Khởm ấy. Mà cũng chỉ vì là phú ông ham giàu thôi. Ôi dồi ôi, nhìn cái thằng Lởm ấy nhìn nó khởm lắm. Trông nó rất là hãm. Vì thế cho nên anh em mình ấy đã bàn với nhau là phải ngăn cản cái cuộc hôn nhân này. Đúng không? Thì đương nhiên rồi. Khép cái càng vào. Khép cái càng. Xin chào ông bà. Xin chào gia đình đặc ấy. Con rể. Rể nào? Này cái thằng danh con kia hả? Thế mày nhìn cái nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của mày ở đây lù lù một đống ở đây mà mày lại ăn không nói có mà mày lại ăn nói cục lốc như thế. Xin hỏi ông bà đây là? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phú ông. Còn đây là Phú bà. Ôi, mong ông bà thông cảm. Vợ chồng tôi cũng chỉ được nghe qua mai mối chứ chưa được gặp ông bà bao giờ. Không sao, không sao. Con chào nhạc phụ nhạc mẫu ạ. Mày khá. Con rể nhà mình trông nó khôi ngô đáo nề đấy không à. Nhìn tuấn tú lắm nhờ. Cao giáo. Con đã gặp nhạc phụ nhạc mẫu bao giờ đâu, con biết đâu. Không sao. Xin hỏi Phú ông năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay sắp xỉ cũng lục tuần rồi. Thế mà nhìn như trẻ trâu ấy. Không sao. Thực ra thì với cái gương mặt của tôi, so với cái độ tuổi của tôi ấy, thì khi mà ai mà gặp tôi thì đều thốt lên một câu rằng Phú ông trẻ trâu. Thành thử là tôi nghe lâu rồi, nghe nó cũng quen rồi. Mà thật ra ấy, là nó có bí quyết cả đấy. Bí quyết ạ? Cái chuyện này nó cũng là bí mật nhá. Khi mà tôi kể cho mọi người thì mọi người đừng có kể cho ai cả. Đúng rồi. Thực ra là trong làng của tôi thì có một cây giếng lạ lắm. Giếng thần. Tự nhiên là cách đây khoảng mấy tháng thôi, nó lại chảy ra một cái nguồn nước. Mà cái nguồn nước này nó lạ lắm. Tức là ai mà dùng cái nước này ấy, thì càng ngày càng trẻ ra. Như kiểu là lão hóa ngược ấy. Đấy. Ông thông gia này, sắp tới thì chúng ta cũng là người một nhà. Có nguồn nước thần kỳ như thế thì chia sẻ cho vợ chồng tôi. Chứ tôi nói thật, ông nhà tôi năm nay mới có gần tứ tuần thôi mà. Giả cũng giả đế nhỉ. Nói tóm lại là muốn được chia sẻ cái nguồn nước ấy thì phải xem nó như thế nào nhỉ. Không có gì cả nhá. Chắc chắn là tôi sẽ sai người hầu rồi chuyển sang cho ông bà mấy cái lu nước đấy nhá. Tha hồ mà dùng nhá. Hết lại lấy. Thế hôm nay là vợ chồng tôi cũng đưa cháu qua nhà mình gọi là làm cái lễ dạm ngõ ăn hỏi đấy. Thế nhưng mà không hiểu là do phong tục tập quán hay như nào mà ông bà thông gia lại có mặt ở cổng làng như này ạ? Phong tục tập quán ở cái làng bên đấy tôi không biết như thế nào nhá. Cái phong tục tập quán ở bên cái làng đấy nó lạ như giữa trưa mà giờ các quan đi tuần mà là bên đấy lại đi sang dạm ngõ. Thì bên này là cái phong tục tập quán là dạm ngõ thì đưa nhau ra cái miếu hoang ở đầu làng làm cái lễ dạm ngõ ở ngoài đấy. Thế xong rồi sau này ấy, khi mà cưới nhau ấy thì đưa nhau ra giữa cái đồng hoang mà làm cái lễ gọi là lễ hạ thổ. Không yên tâm. Thực ra là cái hạ thổ đây là không phải hạ cả người xuống đâu mà chỉ hạ đôi bàn chân thôi. Để cho nó kết nối cái sự tinh túy tinh hoa của đất và trời. Đúng rồi, tinh túy chứ không phải là chôn sống đâu. Đúng rồi, còn một cái tục lệ cuối cùng
Mà cái tục lệ này nó gọi là bất di bất dịch. Đúng. Không có cái gì có thể thay đổi được cái tục lệ này. À dạ, là tục gì thì xin ông bà cứ nói. À, đấy chính là gia đình bên nhà trai ấy. Mà khi mà sang mà để dạm ngõ gia đình nhà gái thì phải trèo lên cây. Trèo lên cây ấy, mỗi người hái một cái lá. Hay. Mà nhá, trèo càng giống khỉ càng tốt. Con rể. Con thử làm xem thầy xem có giống khỉ không nào. Nhạc phụ cầm hộ con này. Đấy, con cố gắng. Ôi giời. Được. Con đừng kéo lại đi. Con khỉ lên được. Thôi, thế là mời nhà mình lên cây. À, dạ. Đưa, tôi cầm cho. Dạ. Cho nó dễ trèo mà. Dạ. Con rể đi. Này, gia đình bên đấy. Đất có lề, quê có thói, có gì thông cảm bên này nhá. À, dạ. Là tháo guốc ra. Nào, cụ, à, quên đâu, ông đưa cái này đây. Đây, ok. Nhạc phụ để con. Ừ. Càng giống khỉ càng tốt nhá. Nào, con trai cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên. Nào, hai lá. Đúng rồi, nhanh lên khiếp. Chân tay được mỗi một đoạn này cứ với đi. Làm cái gì đây? Ông. Hai cái thằng này. Này. Dạ. Thế cái thằng này có phải là cái thằng lởm con nhà ông Khẩm mà con rể tương lai của nhà ông không? Ông đây là... Tôi là Phú ông. Sao lại nhiều Phú ông thế? Phú ông đâu có ra mặt nhiều. Kìa. À, đây là hai cái thằng người ở của tôi. Nó là lấy trộm quần áo của vợ chồng tôi, nó đóng giả đấy, có chết không? Ôi thế... Hai cái thằng này. Dạ. Thế chúng mày làm cái việc này để nhằm mục đích gì? Dạ thưa ông, chúng còn được biết. Cái thằng lởm này ấy, là nó rất trăng hoa. Đúng. Nó chuyên gia gọi là ăn cơm trước kẻng. Nó làm bao nhiêu người con gái ở trong làng nó có bầu. Và nó không nhận. Rồi nó như thế này mà. Vâng, thế mới tài chứ gì. Mà này, con nói luôn cho ông biết nhé. Cái thằng này ấy, nó là chúa nợ nần tiền cờ bạc, ông hiểu không? Khắp tất cả các sới bạc loanh quanh ở cái vùng này là thằng này sới nào nó cũng ghi tên. Đấy. Đấy. Ông rước nó về mà đi mà giả nợ thay cho nó. Đấy, thế ông thấy chưa? Đấy là ông nhìn đi. Bây giờ người ta bảo là lấy vợ xem tông, lấy chồng rồi xem giống. Đúng. Mà cái giống nó về kết hợp với cái giống nhà ông thì ra cái giống gì? Ừ. Ừ nhỉ. Cái gì đấy? À. Tại sao anh làm tôi có bầu bây giờ anh bỏ mẹ con tôi hả? Thôi về đi. Về là về nào, anh xuống đây cho tôi, nhanh. Về đi, tí tao cho tiền, về đi. Không, tôi không cần tiền. Mày xuống ngay. Xuống đi cho tôi. Anh nói lời đừng mật với tôi nhá. À. Anh bảo là tôi cho anh cái ngàn vàng, anh sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. À. Thế mà bây giờ anh bỏ đi cưới con nhà giàu à? Hả? À. Xuống đây. Thôi về đi. Về cái gì? Thế cô đúng anh là tác giả của cái bầu này không? Dạ, đúng ạ. Giỏi nhỉ. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đúng là gia đình lởm khởm. Tôi quyết định hủy hôn. Ôi đâu. Nhong ngựa ông mà đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông sơi. Nhanh lên đô hay nhẹ, nhanh lên. Dạ bẩm ông ạ. Đấy nó là cái phương pháp chữa bệnh của 8 dòng 10 dõi 120 họ nhà con. Nó là cái phương pháp mà Ngưu Mã Hạ Sơn xẹp đại tràng. Dạ bẩm ông ạ. Ừ, chả thấy đỡ thế nào cả. Thế thì nó còn phải bò nữa ông ạ. Không nói nhiều nữa, ông tiếp tục bò ngay. Có muốn khỏi bệnh không? Nào, nhong ngựa ông ạ. Ông ngồi thẳng ra ấy. Đấy. Bây giờ là ông lấy hai cái tay bịt chặt tay lại, cấm có được để hở. Chặt chưa? Chặt rồi. Ông ơi. Ông gì? Thằng Phú ông. Hả? Đồ ngu. Giời. Sao mày láo thế? Mà mày làm cái gì mà để biến ông thành trâu thành ngựa thế này? Mày dốt lắm. Bao nhiêu năm nay anh em mình làm cái thân phận đi ở, bị ông ấy hành cho lên bờ xuống ruộng. Bây giờ phải tranh thủ cái lúc mà ông ấy đang bị cái bệnh chướng bụng. Anh em mình tranh thủ mình hành lại. Nhưng mà tao thấy... Thấy cái gì? Im cái mồm lại. Ra kia tất cả nghe theo lời của tao. Ông ơi. Ông.
Ông bỏ cái tay ra được rồi. Được bò nữa à? Con bơm đây, con mới về ông ạ. Thế ông làm sao thế? Ôi ông đau bụng quá. Ôi ai là trướng căng như là cái trống này. Thắng Bơm. Dạ. Vào trong nhà lấy cái khăn phủ diện ra đây cho tao. Ôi giời. Ông không thở được cơ. Ông muốn khỏi bệnh thì ông phải cố gắng lên. Rồi. Phủ. Ngu quá. Hả? Phủ là phủ cho tao. Chúa về. Phú ông. Dạ. Dạ. Có phải nhà ngươi đối xử với kẻ ăn người ở tệ bạc như đối xử với kẻ ở người ăn? Có đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì chính bởi vì thế, thế cho nên ý là âm dương không có được hòa hợp à? Người có muốn khỏi không à? Dạ có. Phú ông. Dạ. Bao nhiêu năm nay là cái tâm của ngươi à vẫn đục lắm mà. Thì chính bởi vì thế bây giờ muốn khỏi bệnh à thì ta sẽ phải dùng cái roi này vẩy nước của giai tân vào đây, sau đó vụt lên người của ngươi để cho cái tâm của ngươi nó được trong, nó được sáng lại à? Ngươi có đồng ý không bà? Vâng, đồng ý. Vâng. Hả? Dạ. Nhúng nước giai tân của ngươi vào đây à? Ồ. Sao bà chúa biết con vẫn còn tân? Ừ, thế mới là ta chứ lị. Bơm. Dạ. Đi ra ngoài kia cho nó tế nhị à? Mày định bạch trước mặt chúa đấy à? Đúng vậy à? Phú ông à, chịu khó, chịu khổ, chịu đau, chịu nhục một tí à? Ôi giời, nhục lắm rồi. Ôi đau quá. Ôi giời. Phú ông, nằm xuống đây à? Cái roi đầu tiên này à, bao nhiêu oan khuất của kẻ ăn người ở đi hết đi. Cái roi thứ hai này à, cái tấm gương tâm của ngươi từ nay trong sáng lại à. Còn cái roi thứ ba này à, là để cho cái thằng Pờm kia nó đánh xuống à. Tại sao người đây đánh nhẹ như vậy à? Phải đánh cứ thế này này. Bắn hết vào mặt con rồi. Chú ông, con đau không à? Đau hết cả người. Đau thế nó còn nhẹ à? Bao nhiêu năm nay là ngươi đối xử với kẻ ăn người ở của ngươi tệ bạc lắm, ngươi có biết không? Ngươi cho kẻ ăn người ở chúng ta là ăn toàn cơm thừa canh cặn à, lại còn của ôi của thiêu của nhà ngươi. Ngươi tống cho chúng ta ăn biết bao nhiêu lần chúng ta cũng chướng bụng à. Bây giờ ngồi dậy mau. Trong nhà bây giờ có cái đồ gì ngon nhất, bổ nhất, rượu nào uống tuyệt hảo hạng nhất, mang ra cho chúng ta để chúng ta thưởng thức à? Có một mâm cơm cũng toàn đồ ngon, bày lên rồi mà chưa kịp ăn. Phú ông, bịt cái tai lại cho ta, nhớ là không được để hở nghe. Bơm, đi vào trong nhà bê mâm cơm ra, tao đi lấy thuốc cho ông ấy. Thuốc gì?
Thuốc thang gì đâu. Cái bát nước mùn thớt tao chuẩn bị sẵn đấy mà. Hôm qua là ăn bát yến, tao lén bỏ thêm con ruồi vào đấy. Uống đồn ra thì nó hết đau chứ sao. À, mùn thớt nó rửa ruột ấy. Ừ, đúng rồi. Ông ơi. Ông. Bà chúa, con cua bà vừa bay đi rồi ông ạ. Thế là bà có truyền lại vào đây là nước thuốc thánh. Ông cứ uống vào là ông sẽ khỏi. Thuốc đắng dã tật đấy ông. Sao đấy? Ngấm rồi. Úi giời ơi, đấy rồi. Ngắn. Ôi trời, bà chúa ơi. Bà chúa. Bà chúa bay đi rồi ông ạ. Bay đi rồi à? Vâng. Phải công nhận là thuốc của bà chúa đúng là thuốc thần, thuốc thánh đấy. Ôi trời, uống một cái cho ra hết cái người nó nhẹ nhàng luôn đây này. Này, ông ơi này, ông có cảm giác dẻo như cái quẹo này. Chả bù cho lúc nãy bụng nó có trướng ấy. Thế ông đã nhớ những lời bà chúa nói chưa? Nhớ chưa? Ông nhớ là... những lời bà chúa dặn ông chưa? Là từ nay giờ đi là phải đối xử tốt với kẻ ở, người ăn kẻ ăn, người ở bọn con, ông nghe rõ chưa? Chính xác là ông phải đối xử tốt với thằng Bờm, với thằng Sơm. Nhớ rồi! Dọn ngay cái ụ đánh chết cha cho mày bây giờ! Ông ơi! Ông ơi! Cho con một khắc! Cho con một khắc! Mày nói đi! Cả một phút huy hoàng rồi vụt tắt, và còn hơn lẻ loi suốt 100 năm mà mày còn con này không, con này không, con này không, con này không, con này không.